Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến mẹ của mẹ nấm kêu gọi EU dự phiên tòa xử con gái. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger mẹ nấm, kêu gọi phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam hãy dự phiên tòa xử phúc thẩm con gái bà vào ngày 30 tháng 11. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động nhân quyền tham gia phản kháng thảm họa cá chết biển miền Trung do Formosa gây ra, bị xử 10 năm tù giam về tội tuyên truyền chống phá nhà nước tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 6 năm 2016. Bà Lan tải thư ngỏ lên trang Facebook cá nhân hôm ngày 28 tháng 11, gửi tới phái đoàn EU tại Việt Nam. Mặc dù bà thừa nhận rằng hy vọng vào sự hiện diện của họ rất mong manh. Luật sư Võ An Đôn, người được mẹ nấm nhờ bào chữa, nhưng vừa bị đoàn luật sư Phú Yên tước thẻ hành nghề, nói rằng trên thực tế những phiên tòa xét xử các vụ án chính trị thường bị kiểm soát một cách khắt khe. Luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong ba luật sư sẽ bào chữa cho mẹ nấm trong phiên tòa ngày 30 tháng 11, cho biết trước đây đại diện của phía Đức bị chặn, không được vào tham dự phiên tòa xử blogger anh Ba Sàm tại Hà Nội, thưa quý vị. Tin liên quan đến ông Trọng muốn xử Trịnh Xuân Thanh và Đức lên tiếng. Phía Đức hôm ngày 27 tháng 11 đã phản hồi sau khi Tổng Bí thư Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng muốn khẩn trương xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh. Hai ngày trước đó, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu phải nhanh chóng đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh mà ông nói là đặc biệt ra xét xử công khai trước Tết, tức trước tháng 2 năm 2018, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi được hỏi phía Hà Nội đã hồi đáp như thế nào trước các đề nghị Berlin đưa ra hồi tháng 9, trong đó có yêu cầu Việt Nam xin lỗi và cam kết không lặp lại việc vi phạm pháp luật của Đức, nguồn tin ngoại giao này nói, Việt Nam biết cần phải làm gì để sửa chữa thiệt hại đã gây ra và để từng bước đưa mối bang giao song phương trở lại quan hệ đối tác chiến lược. Khi bùng lên tin Việt Nam bắt cóc ông Thanh ở Berlin, Đức từng yêu cầu Việt Nam cho ông Thanh quay trở lại quốc gia Tây Âu này để tiếp tục quá trình xin tị nạn. Nhưng trong tuyên bố tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược hôm 22 tháng 9, Berlin yêu cầu phiên xử ông Thanh phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Việt Nam và phần tin tức của đài truyền hình chúng tôi hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc. Nêu, 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 bàn tay ta phải khéo. Nêu, 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 nghề nêu đâu có bèo. Học nghề neo neo vừa dễ vừa chắc tốn hao gì đâu neo chỉ vài trăm đô bằng neo ta có ta sáng tối mình sống lai rai hey! Nếu muốn chắc cú có thêm nghề he nghe cắt tóc mi trắng mi đen đừng chê hey! Móng tay móng chân ta mài ta vua chiều chuộng đủ cách vì khách là vua. Ta phải khéo neo 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 nghề neo đâu có bèo neo 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 tiền vô đầy ngăn kéo neo 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 chắc chắn sẽ không nghèo bác sĩ kỹ sư cũng không bằng neo đâu học phí tốn kém ra trường lại lâu nè chỉ vài trăm giờ bằng neo ta có mày mày vú vú cứ thế tiền vô.
giờ chắc tốn hao gì đâu nè. Chỉ vài trăm đô bằng neo ta có, ta sáng tối mình sống lai rai. Nếu muốn chắc cú có thêm nghề hè nha. Cắt tóc mi trắng mi đen đừng chê. Hey, móng tay móng chân ta mài ta vua. Vừa chuộng đủ cách vì khách là vua. Phải khéo, neo neo neo, nghề neo đâu có bèo.